Cậu của con xưa làm nghề đánh cá ở sông suối. Cậu nổi tiếng là tay sát cá, bắt giết được rất nhiều các loài thủy sản. Cho đến một đêm đánh bắt, cậu bị đột quỵ giữa dòng suối, may nhờ có người đi ngang qua phát hiện và cứu chữa kịp thời. Sau sự cố đó, cậu của con dừng việc đánh bắt cá, ăn chay trường, bỏ rượu đến đây cũng gần 10 năm. Con xin hỏi sư, việc ăn chay ngừng sát sanh có làm vơi bớt nghiệp đánh giết các loài thủy sinh trước đây cậu con đã làm không? Cậu con sống một mình, không vợ con, ở vùng sâu là ít học, không biết chữ, không thể đọc được kinh sách, tiếp cận internet để nghe giảng giáo pháp, mong sư hướng dẫn cách tu tập phù hợp với điều kiện hiện nay của cậu. Đây. Thì sư trả lời các cái vấn đề của quý vị ha. Thứ nhất á, là cái chuyện mà ăn chay thì bản thân nó không giúp ích gì cả. Tuy nhiên á, nếu như mà mình có suy nghĩ là ngày xưa mình giết nhiều quá rồi, cho nên bây giờ là mình cần phải hạn chế lại thì nó cũng tốt thôi. Nhưng mà nếu mà mình nói là nó cho mình một cái thiện nghiệp hoặc một cái phước gì đó thì không có. Tuy nhiên á, cái việc là kiêng sát sanh thì đó lại là việc tốt. Bởi vì khi mà mình kiêng sát sanh á, thì mình tạo một cái phước, đó là cái phước giữ giới, đó là việc tốt. Nhưng mà nói như vậy nè, cái cách làm của mình á thì nó vốn dĩ nó tốt, tại vì nó chúng ta giúp cho chúng ta đó ngưng cái nghiệp mới. Nhưng mà vấn đề là chúng ta không có trả được cái nghiệp cũ. Tại vì cái nghiệp cũ đã tạo thì chắc chắn trước sau gì nó cũng trổ quả, và chúng ta không cách chi chúng ta né được. Tuy nhiên cái việc là chúng ta ngưng tạo nghiệp mới thì bản thân đó là điều tốt. Còn vấn đề của chú của quý vị nó lại kẹt như thế này. Giống như khi mà chúng ta đi khám bệnh mà gặp cái trường hợp mà bác sĩ gặp cái trường hợp bệnh nhân mà không đáp ứng được thuốc, ví dụ như là thuốc mê không đáp ứng được, rồi thuốc điều trị không đáp ứng được, thuốc này thuốc kia không đáp ứng được á, thì phải nói là nó khó vô cùng và thậm chí là nguy hiểm đến tánh mạng của bệnh nhân. Trường hợp của cậu quý vị cũng tương tự như vậy đó. Sự xem xét các cái vấn đề, các cái phương pháp thì cậu của quý vị nó giống như là bị không đáp ứng thuốc vậy đó. Thì ở đây là không đáp ứng pháp, tức là những cái pháp mà sư nghĩ là đưa cho cậu cái gì được thì áp vô xài không được. Cái vấn đề là ở bản thân cậu của quý vị. Nhưng mà bây giờ sư có một vài lời đề nghị như vậy. Cái quan trọng là cậu quý vị có chịu làm hay không nha, có chịu làm hay không. Sư đề nghị á là cậu quý vị á nên tới trước mặt gặp trực tiếp một vị tỳ kheo. Gặp trực tiếp một vị tỳ kheo và phát nguyện là từ đây cho đến trọn đời con sẽ không sát sanh dù là vì nguyên nhân tánh mạng. Nguyện đi và làm được như vậy. Có nghĩa là chúng ta kiêng sát sanh nha. Bất kỳ con gì, từ con kiến, con gián đều kiêng hết. Chứ không phải là những con lớn mới kiêng, còn con nhỏ không kiêng. Không, chúng ta phải kiêng hết và giữ tròn cái giới không sát sanh này từ đây cho đến trọn đời. Dù cho đó mình có bị nguy hiểm đến sức khỏe, thậm chí nguy hiểm đến tánh mạng, mình vẫn kiên quyết giữ cái giới này. Thì đây là lời đề nghị của sư. Nó có hai cái sự lợi ích. Thứ nhất á, cái chuyện mà mình từ ở trong sâu á mình lặn lội để mình đi đến nơi một vị tỳ kheo, nó thể hiện cái sự quyết tâm của mình. Bản thân nó là điều tốt. Bởi vì nếu như mình chỉ mở miệng ra mình nói, nó không có thể hiện cái sự quyết tâm. Nhưng khi mà mình lặn lội đường xa để mình đi đến tận nơi để mà mình phát nguyện, nó sẽ là một ấn tượng sâu sắc và nó là cái thể hiện cái quyết tâm của mình rất là mạnh mẽ. Và nếu như mình giữ được thì khi chết nha, khi mà chuẩn bị cận tử á, dù cho thí dụ như là mình có thấy mình rơi xuống dưới nước rồi cá nó rỉa, hoặc bất kỳ một cái cảnh rùng rợn nào, thì mình chỉ, hoặc quý vị đó
nhắc cậu quý vị, hoặc là cậu quý vị chỉ nhớ một chuyện thôi, nhớ giùm sư một chuyện như vậy, là trong suốt chừng ấy năm tôi không sát sanh, dù là vì nguyên nhân tánh mạng. Chỉ nhớ đúng một sự thật mà mình đã làm, một cái sự thật có thật và mình đã làm, đó là trong chừng ấy năm tôi đã không sát sanh dù cho vì nguyên nhân tánh mạng. Nhớ giùm sư một câu đó. Đó là cái uy lực của chân thật, của pháp chân thật. Đó là sư giúp cho cậu quý vị có được ba pháp. Thứ nhất là cái việc giữ giới. Cái hai á, là pháp quyết định. Và cái thứ ba đó là pháp chân thật. Ba pháp này á, sư nghĩ là nó có thể giúp được cậu quý vị trong trường hợp mà cậu mình không có đáp ứng được những cái phương pháp nào khác. Thì sư nghĩ là nó có thể giúp được. Mà không biết trong trường hợp này thì sư Chánh Tâm có cái nhìn hoặc là lời đề nghị như thế nào? Có không hay cho qua? Rồi thôi cho qua hết.